Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Hiệp Mai Vàng Cần Thơ. Hôm nay mình có lại giường của anh Vũ với anh em để giới thiệu với anh em một số phô mai vàng, một số phô mai tứ quý ha. Hôm nay là anh Vũ lên hàng đẹp mà giá mềm chi ăn khách hàng nha anh em, giá rất là mềm anh em, hàng chịu ngoài không nha anh em. Đó. Đây cái này anh em, lùng lực rồi ha. Đây những hàng chịu ngoài sát lớn luôn, tay cành rồi nha anh em, có cây này cái cũ này nè. Cũ một cốt ha, quá đẹp, tứ quý luôn nha nè, rất là mềm ha, giá mềm lắm nha nè. Rồi anh Gô ơi, rồi lời nói đầu tiên là chào các anh em YouTube ha. Hôm nay chương trình lên là có 15 pho, trong đó có một pho tứ quý ha. Mình nhắc lại số điện thoại anh Gô ơi, 0907 914 218. Rồi số điện thoại của anh Vũ bổ sung góc trái màn hình chiếu màu xanh cho anh em dễ quan sát ha nè. Bắt đầu cây số 1 ha, cái bonsai lùng lực lớn nha nè. Cái này còn bự anh em. Thôi anh em ơi, cái bự nè. Anh em thấy hai tay bóp cũng gì là anh em biết rồi ha. Quá dữ. Lùng lực anh em. Lùng lực. Cây này mẫu này anh em về làm cây đẹp lắm ha. Cây năm mấy 60 vàng thế anh em. Giá chỉ vài triệu thôi ha. Mã số 1 là mai vàng nha anh em. Mã số 1 là mai vàng. Rồi, cho thông số luôn ha. Ok anh Gục. Quỳnh Thăng là 52. Chiều cao là 44. Chiều cao là 44. Đường kính bầu 39. Đường kính bầu 39. Rồi mã số 1 này giá sao anh Gục ơi? Rồi cái mã số 1 là giao lưu với anh em, giá cũng đó là 6 triệu 500 ha. 6 triệu rưỡi mã số 1 nha anh em. Bao ship anh em mọi miền tôi quá ha. Rồi tiếp theo mã số 2 nha anh em. Mã số 2 là phôi mai vàng, đế đẹp, cốt cành đẹp, giá rất là mềm nha anh em. Cây mai vàng này là cây mai sắp đế nha anh em. Mai sắp đế ha. Mai sắp đế từ nhỏ ha, cây này cái vườn của người ta nuôi, người ta chiết ra một hai cây ta bán cho anh em chơi ha. Ok anh Ngụ. Mai này là mai sắp đế miền Tây nha anh em. Ok. Cái vườn người ta trồng không gian chặt á, người ta xem người ta tỉa, người ta bóp vài cây bán, bóp vài cây anh em. Cây mai đặc biệt mấy cái mai sắp đến là bông đẹp nha anh em. Anh em okay. Về chơi khẩu cần ghép ha. Rồi cho thông số luôn gục coi. Ba mươi mốt là thăng nha anh em. Quần áo là 31. Cái cũ là 40 nha anh em. Cái cũ là 40. Chiều cao là 68. Chiều cao là 68. Đường tàu 37. Rồi cái mã số 2 này giá sao anh gục coi. Rồi cái mã số 2 này giao lưu với anh em, giá cũng đó là 2 triệu ha. 2 triệu mã số 2 nha anh em. Bao ship nè mọi miền tao quá ha. Rồi tiếp theo mã số 3 nha anh em. Mã số 3 là phôi mai vàng, giá mềm luôn nha anh em. Quá thời cái cũ anh em. Ok anh Vũ. Cũ cũng ghép anh em. Rồi, thông số luôn. 34 là thăng nha anh em. Còn thăng là 34. Chiều cao là 50. Chiều cao là 50. Đường kính bầu 33. Đường bầu 33. Rồi mã số 3 này giá sao anh Gục ơi? Rồi cái mã số 3 giao lưu với anh em, giá của nó là 1 triệu 900 ha. 1 triệu 9 mã số 3 nha anh em. Bao ship này mọi miền tôi quá ha. Rồi tiếp theo mã số 4 nha anh em. Mã số 4 là phôi mai vàng thăng trực qua cành nha anh em. Quá đẹp ha. Mấy mẫu này anh em về nuôi lụa nó cứng hết trơn nha anh em. Cây đặc biệt cây tơ ha. Cây này ông cứu dưỡng chia được có 2-3 cây thế nào, mấy cây chặt chặt không bớt không chia ha. Ok. Mai này là mai sắp tới miền Tây nha anh em. Ok. Rồi cho thông số luôn gột coi. Ba mươi mốt mình thăng nha anh em. Mình thăng là 31. Chiều cao là 80. Chiều cao là 80. Đến bầu 35. Đến bầu 35. Rồi cây mã số 54 này giá sao anh Gục ơi? Rồi cái mã số 4 này giao lưu với anh em, giá của nó là 1 triệu 800 ha. 1 triệu 8 mã số 4 nha anh em. Bao ship anh em mọi miền tôi quá ha. Rồi tiếp theo mã số 5 là phô mai tứ quý 4 mùa qua nở nha anh em. Mã số 5 là phô mai tứ quý ha. Mã số 5 là tứ quý nha anh em, nhắc lại anh em thấy luôn đây có một cây tứ quý nha anh em. Ok anh Gục. Cái mai này anh em biết sao không? Tại ở trong chủ nhà người ta không biết, người ta chặt mấy phẻo ôm lung hết trơn nè anh em. Mà đặc biệt anh em chơi đó giờ biết ha, tôi biết là thường thường là nó không bao giờ nó mục thế anh em. Ok. Tại nó thằng gỗ nó chỉ sành đá rồi ha.
Bồ đế nè nè. Kẹo hết ha. Cây này giờ anh em chỉ cần đóng hai bo vô là chơi được rồi hết anh em. Ok. Đó nhỏ. Nó như cái bình bông lên này thấy không? Đó, đóng hai bo vô là chơi được ha. Rồi cho anh em thông số luôn cục coi. Mã số 5 là phải mai thứ quý nha anh em. Bốn mươi sáu hoành thăng nha anh em. 46 hoành thăng. Chiều cao là 65. Chiều cao 65. Đường kính bầu 37. Đường kính bầu. Rồi mã số 5 này giá sao anh cục ơi? Rồi mã số 5 này giao lưu với anh em giá cũng nó là 3.700.000 ha. 3.700.000 mã số 5 nha anh em. Bao ship với anh em mọi miền tôi quá ha. Rồi tiếp theo mã số 6 nha anh em. Mã số 6 là phôi mai vàng, lục lực cốt cành, quá đẹp anh em ơi. Cái này nó dương thú đó nghe nè. Vườn tượng giống dương thú rồi nè. Có mình nè. Hai vỏ đuôi ha. Như thằng thú ở đâu vậy nè. Ok. Giá thì có 1 triệu ngoài ha anh. Quá là mềm cho anh em chơi ha anh em. Giờ cây mai chung ngoài anh em vô vườn bứng rồi dây nhợ này kia muốn hết rồi nghe nè. Ngồi ở nhà mua cho nó khỏe anh em ơi. Rồi tiền ship này kia nữa. 36 hình thân nghe nè. Hình thân là 36. Chiều cao là 51. Chiều cao là 51. Đường kính bầu 34. 34 chứ đường kính bầu. Rồi cái mã số 6. Số 6 giao lưu với anh em giá cũ nó là 1.700.000 ha. 1.700.000 mã số 6 nha anh em. Bao ship anh em mọi miền tôi quá ha. Rồi tiếp theo mã số 7 nha anh em. Mã số 7 là phôi mai vàng. Thân trần có cốt tử khá đẹp ha anh em. Bồ đế nè nè. Ok ngồi ở nhà mua chơi sướng nha anh em. Khỏi đi vô vườn mua chi cho mất công. Bứng rồi chở tới chở lui nha anh em. Quá sáu bồ đế nè anh em ơi. Ok. Mấy mai này mai tơ con em thì đủ mau lớn cho con nha. Rồi cho anh em thông số luôn cục coi. Ba mươi hai hoành thăng nha anh em. Hoành thăng là 32. Cái cũ nó là 45 nha. Cái cũ là 45. Chiều cao là 72. Chiều cao 72. Rồi mã số 7 này giá sao anh cục ơi? Rồi cái mã số 7 này giao lưu với anh em giá cũng nó là 2 triệu ha. 2 triệu mã số 7 nha anh em. Bao ship này mọi miền tôi quá ha. Rồi tiếp theo mã số 8 nha anh em. Mã số 8 là phôi mai vàng một cốt, phun này nó nghiêng như phun dù ha anh em. Nó thoát thân, cái độ thoát thân quá đẹp. Nó hài hòa. Quá sáng cái cũ nè em ơi. Ok. Mai vàng giờ chị ngoại anh em đi vô vườn mua tiền ship này kia cũng không có đâu nè. Bữa nay lô này mình đi ăn anh em mùa mưa bão luôn ha. Giờ tà le với anh em luôn à. Hoành thăng là 36. Chiều cao là 99. Chiều cao là 99. Đứng bầu 36. Đứng bầu 36. Còn mã số 8 này giá sao anh cục ơi? Còn cái mã số 8 này giao lưu với anh em giá cũng nó là 1.800.000 luôn ha. 1.800.000 mã số 8 nha anh em. 1.800.000 mã số 8. Rồi tiếp theo mã số 9 nha anh em. Mã số 9 là phô mai vàng, thân trực qua cành đẹp ha anh em ha. Bồ đế quá đẹp. Mai này là mai sắp đế hồi nhỏ, nhỏ là ta trồng trong cái bọc đó, nó sắp đó. Sẵn ha. Anh em cái bộ đế nè, quá gỡ anh em mới đặt kẹo hết ha. Mấy mai này giờ anh em nuôi trồng mau lớn lắm anh em. Ok cứng được. Bầu hết. Rồi, số luôn. 29 mình thăng nha anh em. Bên em là 29. Chiều cao là 57. Đường kính bầu 32. Rồi mã số 9 này giá sao anh cục ơi? Rồi cái mã số 9 này giao lưu với anh em giá cũng nó 1.700.000 luôn ha. 1.700.000 mã số 9 vậy nè. Bao ship này mọi miền tôi quất nha nè. Rồi tiếp theo mã số 10 nha nè. Mã số 10 là phôi mai vàng. Cái củ đế nè nè. Khủng khiếp. Nè qua cục đế nè nè. Bết mấy rồi anh em. Mà nó xù luôn nha anh em. Xù nó nuôi cục cục cái chân cục cục luôn nè. Trước này mặt này nó có hai vỏ đứng nha anh em. Anh em nhìn cái cây này nó nhìn thú vậy hả. Như hai vỏ đứng ở sau như con nhìn nhện anh nè. Không có nguyên cái đít ở sau đứng nha anh em. Áo quái nha. Cây này vô cây quái nha. Thằng nó lắc luôn nha anh em thấy không. Lắc đập vô tâm luôn ha. Cây này đang xù nhiều nha anh em. Quá sáu cục đế này anh em ơi. Hết cục đế anh em ơi. Hai quả tay thường chưa không hơi. Quá gật gỡ. Rồi, cho anh em thông số luôn ha. 46 hình thăng nha anh em. Hình thăng là 46. Cục đế đặt của nó là 1m05 nha anh em. Cục đế đặt là 1m05. Đường kính là 48.
Chiều cao 48. Chiều cao nó là 1m3 nha anh em. Chiều cao 1m3. Rồi cái mã số 10 này giá sao anh Gột ơi? Rồi cái mã số 10 này giao luôn với anh em, giá của nó là 9.800.000 ha. Mã số 10 giá 9.800.000 nha anh em. Bao ship anh em mọi miền Tổ quốc ha. Ok anh Gột. Rồi tiếp theo cái mã số 11 là phôi mai vàng, lùng lực cái củ khá đẹp ha anh em. Hết cái củ này anh em coi nè. Cây này mẫu này anh em chụp nó vừa ra đây ha, nhìn vô thấy cái củ thấy cái thằng luôn ha anh em. Quá rực rỡ. Mã số 11 là mai vàng nha anh em. Rồi, thông số luôn. Hoàng Thăng là 40. Cái cũ là 52 nha Nam. Cái cũ là 52 nha Nam. Chiều cao là 64. Cái 64. Đường là 36. 36 đường kính bầu. Rồi cái mã số 11 này giá sao anh Gột ơi? Rồi cái mã số 11 thì giao lưu với Nam bên giá cũng nó là 3.900.000 ha. 3.900.000 mã số 11 nha Nam. Bao ship nè mọi miền Tổ quốc ha. Rồi tiếp theo cái mã số 12 nha Nam. Mã số 12 là phôi mai vàng lùng lực. Sát lớn mà giá mềm. Cây này chứ, đi cạnh đóng tứ diện nha nè, vô đọc vừa chơi ha. Ok. Cây này thì giá sinh viên nha nè. Cây này là nó bị cái nó có lỗi thôi, báo cho anh em ha. Ok. Này, nó bị cái lỗi này nè nè. Hồi nhỏ ta chồng nó cắn cục đá nè. Nè, ngoài thiên nhiên đó, nó cắn cục đá này nè, nằm cục đá vậy nó mấy này bự, nó không bự được, nó phát vô lỗ mà nó cắn đá. Nguyên là chồng mà nó chồng chôn lên cây lên cục đá nè. Cái mấy này cái cây bự lên cục đá dính vô, gỡ cục đá nó có cái hệ gì hay nè. Đúng ở trên nhìn vô là anh em biết rồi ha. Ok. Cái cục đá thôi ra anh em rồi ha. Mà cắt chưa tốt. Ok. Cây bình thường. Vậy đây cũng có cái hệ xử lý cho anh em ha. Nói chung là cây thiên nhiên thì phải trồng có trắng đá dính tường anh em phải biết rồi ha. Tàn khoai 2 năm tháng anh Gột. Đúng rồi. Rồi cái thông số cái mã số 12 luôn Gột ơi. 51 Bình Thăng nha anh em. Bình Thăng là 51. Chiều cao là 76. Chiều cao 76. Đường kính là 39. 39 đường kính bầu. Rồi cái mã số 12 này giá sao anh Gột ơi? Rồi, số 12 này giao luôn nha em, giá sập sàn luôn, 3.500.000. 3.500.000. 50 mấy hoành. Quá hợp lý rồi nè, chắc lỗ quá anh. Rồi tiếp theo mã số 13 nha nè. Mã số 13 là phôi mai vàng, đế đẹp, có cành đó. Múa kìa anh em, khá đẹp anh em ơi. Cây này chủ nhà người ta ghép từ nhỏ nha anh em, mà mình không biết ghép cái mặt bông gì hết anh em. Nói chung là ghép là phải ghép giống bông đẹp đó nha, thì bao bông anh em là đẹp đó. Cây này chủ nhà ghép gốc nhớt đúng rồi anh em thấy không đó, nhưng mà mình không biết ghép cái bông gì, tại vì chủ nhà trồng con bán không biết bông gì ha. Đó mà đặc biệt cây này mấy lên sụ cho anh em nè, nó nhạo cổ chưa ha. Ok anh. Đặc biệt bộ đế này anh em coi nè, bộ đế như cái bàn luôn nha anh em. Bộ đế này anh em đam lên chậu, nó phô diễn cái cục đế cho mình chậu anh em, nhìn nó đẹp lắm anh em, nó liền băng hết trơn. Mấy nó sù hết trơn hết nè. Nói chung cây ta ghép cho bông đẹp ta mới ghép chứ không ai ghép bông xấu hay nè. Cây này mua về chứ em mình trồng chơi chứ khỏi cần ghép ha, để lụa nó cứng bầu hết. Rồi, thông số luôn. 33 Bình Thăng nha anh em. Bình Thăng là 33. Chiều cao là 78. Chiều cao 78. Đường kính bầu 39. 39 đường kính bầu. Rồi cái mã số 13 này giá sao anh Gột ơi? Rồi cái mã số 13 này giao lưu với anh em, giá của nó là 2.800.000 ha. 2.800.000 mã số 13 nha anh em. Bao ship anh em mọi miền Tổ quốc ha. Rồi tiếp theo còn mã số 14. Mã số 14 là phôi mai vàng xù dáng bay nha anh em, sắc lớn luôn ha. Xù chảy nha anh em. Cây này xù chảy chính hiệu luôn nha anh em. Xù chảy chính hiệu ha, để quay hết vòng em lại cho anh em xem ha. Trong cây này là giá mềm mỏng luôn. Đây nè anh em. Nó xù lên hết khúc này luôn nè anh em. Từ đây nó xù lên tới đây nè. Anh em giờ biết cây xù mà nó xù lên mà gặp 7-8 tắc hoành, bây giờ giá nó cũng thị trường cũng căng lắm anh em. Mà cây này mình báo rẻ cho anh em luôn ha. Xù nó xù khá đẹp ha anh em ha. Đây giờ này nó cộm lên nè. Những nước xù nữa ha. Quá đẹp. Cây này anh em trồng thời gian là xù hết cây luôn nha anh em. Tới ngoài đây nó còn cục sùng bự chà bá lại nữa nè, khúc gu này là cộm luôn nha anh em ha. Cây này sùng là hết, muốn từ khúc này xuống tới đây nè nè. Ok anh Gục, từ đây xuống đây nó sùng hết mình luôn nè. Cây này nó cũng có một chi tiết nữa nha anh em, tại vì sao ta trồng
sát cái tường đó anh em nè. Cây thiên nhiên thì nó trồng sát cái tường, nó cắn như cái miếng tường. Nhưng mà anh em nhìn cái cây nè, cái môi mép nó lặn muốn bít luôn nè anh em. Là cái biểu hiện cái cây nó rất là khỏe, nó mới kéo gần bít luôn nha nè. Đó. Nói chung cây thiên nhiên bứng thì anh em cũng biết rồi ha, nó phải có 1-2 tàu khoai cho 5 tháng nha. Tại bên em là thường bị cây đắp lên không à. Cây này thì nó chính cái tường nó bị rơi lép hết bên đó anh em. Mà anh em trồng cái ba thiên nhiên xuống nó gì nè, thì nó cũng không có thấy ha. Ok anh cụ. Rồi, cho thông số luôn. Quanh thân là 48. Đường kính bầu là 45. Đường kính bầu là 45. Cái củ của nó là 60 nha anh em. Cái củ của nó là 60 nha anh em. Chiều cao là 1m2. Chiều cao 1m2. Cái cành bay của nó là 78 nha anh em. Cành bay là 78 nha anh em. Rồi cây mã số 14 pho mai vàng xù dáng bay này giá sao anh cục ơi? Rồi cây mã số 14 cây mai xù dáng bay này mình giao luôn với anh em, giá của nó là 5.800.000 ha. 5.800.000. Pho mai vàng xù sát này xù luôn nha anh em. Xù để chơi không là đủ tiền rồi nha anh em. Mình giá 5 triệu mấy nha anh em. Bảo giá rất là mềm, nói chung cả báo giá chi ăn cho anh em luôn ha anh em ha. Ok. Rồi tiếp theo pho mã số 15. Phôi mai vàng khá đẹp ha anh em ha, thằng nó lắc khúc cần nó nhịp nhịp nhàng tới đọt ha anh em. Wow, ok. Đóng cây này anh em làm cây đẹp lắm nha anh em. Ok anh gục. Chụp bằng này mặt tiền ha, ớt sao anh em lọc lọc ra sao anh em như 3D ha. Ok. Bụi lưới đẹp luôn nha anh em. Rồi, thông số luôn. Thì đúng rồi, đâu đó hợp lại anh gục coi. 38 bình thăng nha anh em. Bình thăng là 38. Cái cũ nó 46. Cái cũ là 46. Chiều cao nó 58. Chiều cao nó 58. Được đứng bầu 35. Đứng bầu 35. Rồi cái mã số 15 này giá sao anh gục coi. Rồi cái mã số 15 này giao luôn với anh em, giá cũ nó 3.700.000 ha. 3.700.000 mã số 15 nha anh em. Bao ship anh em mọi miền tôi quá ha. Rồi cái mã số 15 là phôi cuối cùng clip ngày hôm nay. Anh em thích kênh là trực tiếp Vĩnh Vũ là số 0907914218 nha anh em. Anh em có chưa bấm mình đăng ký kênh của Sang Cây để hình phục vụ cho anh em. Thằng ái chào anh em, hẹn anh em ở đâu sau mới nhất sớm nhất. Xong. Hấp dẫn nữa. Rồi lúc trước đội số 1 2 còn nổ cái là thế rồi mấy cái mẹ hết cái gì á.